Xin chào các anh em, hiện tại mình đang đứng ở gian hàng của Asus và trước mặt mình đây là một cái mẫu laptop thuộc dòng ProArt và mình rất là thích cái mẫu máy này bởi vì nó rất là nhỏ gọn. Thì đây là mẫu máy ProArt BX13, nó sẽ chỉ có cái kích thước màn hình đó là 13.3 inch thôi. Và cái màn hình này tuy nó nhỏ nhưng mà nó có độ phân giải rất là cao, lên đến là 3K, tức là chiều ngang nó sẽ có là 2880 nhìn cho chiều dọc đó là 1800, thì họ sẽ làm tròn đây là 3K. Và đây là cái tấm nền OLED và nó sẽ hỗ trợ cảm ứng cũng như là nó sẽ hỗ trợ luôn cho chúng ta về cái boost stylus là thế này ha. Thì vì sao mình thích cái mẫu máy này, ngoài cái màn hình nó nhỏ gọn thì anh em thấy rằng là nó là một cái chiếc laptop rất là bình thường ha, nhỏ gọn và đơn giản. Mình thì mình luôn rất thích những cái mẫu laptop có cái form thiết kế đơn giản như thế này, và bởi vì nó đơn giản cho nên là nó sẽ không có quá là phô trương ở ngoài. Và phía này anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái logo của Asus ProArt đó, thì nó sẽ không có cái logo Asus ở chính giữa như là những cái mẫu laptop Asus bình thường, hay là cái logo chữ A cách điệu, mà nó sẽ là một cái logo Asus ProArt nhỏ nhỏ ở phía dưới này. Ở phía này chúng ta sẽ có cái khe tản nhiệt của máy nè đó. Và cái mẫu máy này thì nó chỉ nặng 1,38 kg mà thôi, nó không quá nặng ha, tức là nó sẽ đâu đó ngang ngang cái mẫu đó là MacBook Pro 14 inch, đó là 1,3-1,4 kg. Và nói chung là cái cân nặng này thì nó sẽ là bình thường ở trong cái thế giới laptop Windows. Chúng ta vẫn có thể mở máy một tay nè. Và cái bản lề này anh sẽ thấy là chúng ta sẽ có thể gập và xoay nó 360 độ luôn. Về cái phần bàn phím thì đây là cái layout bàn phím tiêu chuẩn của những cái máy laptop mỏng nhẹ, tức là mình sẽ không phải phím số. Và mình cực kỳ thích cái layout bàn phím thế này. Với những cái bàn phím từ trước này của Asus á, thì chúng ta luôn có mỗi cảm giác gõ rất là tốt, một cái layout rất là chuẩn và cái khoảng cách giữa các keycap á, nó rất là vừa phải và chúng ta sẽ không cần mất thời gian để làm quen. Và cái touchpad ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái touchpad, tuy nó không phải là touchpad haptic feedback, tuy nhiên thì nó sẽ có cho mình một cái cảm nhận gõ rất là nhấn rất là tốt. Thì mình khá là bất ngờ về cái touchpad này của Asus. Họ làm tốt hơn hẳn so với lại những cái mẫu touchpad trên những cái dòng máy khác. Và cái tiếng clicky của nó không quá là rõ ràng, tức là nó sẽ có một cái cảm giác giống như là chúng ta lie giữa cái touchpad truyền thống và cái touchpad sử dụng haptic feedback. Và ở phía trên cái touchpad này chúng ta sẽ có một cái con xoay. Thì con xoay này á, nó sẽ là một cái đặc trưng ở trên những cái dòng laptop của Pro từ trước đến nay. Thì trước đây nó sẽ đặt, thường nó sẽ đặt ở ngoài nè. Thì cái việc mà đặt ở ngoài á, nó sẽ dành cho những cái máy lớn, tức là kích thước màn hình lớn, còn những cái máy nhỏ thì họ thường sẽ tích hợp thẳng vào trong cái touchpad này luôn. Và chúng ta có thể xoay và nó sẽ có thể hỗ trợ trong một vài cái phần mềm sáng tạo nội dung, ví dụ như là những phần mềm của Adobe. Còn về cấu hình á, thì hiện tại nha, cái dòng ProArt BX13 này chúng ta sẽ có cái nền tảng AMD Ryzen 300 series mới nhất. Thì hiện tại cái codename trên cái mẫu máy này thì Asus họ vẫn giấu đi, tức là chúng ta sẽ không biết được cái codename chính xác, cái mã của cái con CPU là gì. Tuy nhiên thì cái mẫu máy này nó sẽ đạt tới cái tiêu chuẩn đó là Copilot Plus, tức là nó sẽ có cái NPU có sức mạnh xử lý đến là 50 TOPS ha. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy Asus ghi rất là rõ ràng đó là AMD Ryzen AI 9HX370. Nhưng mà ở trên cái phần Task Manager của cái mẫu máy này á, thì cái con CPU nó vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Anh em có thể thấy ở đây nè, mình sẽ cho anh em xem. Đây, nó vấn đề đó là Engineer Sample. Rồi, và trên những cái mẫu laptop mới năm nay của Asus á, với cái dòng mà Copilot Plus á, thì mà sẽ có một cái ứng dụng. Thì cái ứng dụng nó sẽ có tên là Story Cube. Thì cái ứng dụng này nó sẽ làm cái gì? Cái ứng dụng này họ sẽ dùng AI, tức là chúng ta sẽ có thể kiểm soát và chúng ta có thể dễ dàng tìm được những cái hình ảnh mà chúng ta lưu ở trong máy thông qua AI. Tức là bây giờ chúng ta có thể search, chúng ta có thể gõ vào đây một cái thông tin gì đó về những cái tấm ảnh mà chúng ta chụp, chúng ta không cần phải nhớ quá chi tiết về nó, chúng ta chỉ cần nhớ sơ sơ một vài chi tiết thôi. Ví dụ như là anh em có thể search, ví dụ như là hình ảnh đi tắm biển chẳng hạn, thì nó sẽ show ra cho anh em tất cả những tấm hình ảnh mà nó có liên quan đến bãi biển, nó có liên quan đến sóng biển, hay là tất cả những hình ảnh mà nó có yếu tố biển ở trong đó. Còn nếu như mà anh em muốn nó chi tiết hơn á, thì anh em có thể gõ vào đây, hoặc càng chi tiết hơn thì nó sẽ càng lọc ra cho anh em những cái hình ảnh mà đúng với ý anh em mong muốn nhất. Thì hiện tại cái tính năng này là tính năng Story Cube, nó sẽ ứng dụng ở trên những cái mẫu laptop Asus có cái sức mạnh xử lý NPU từ 40 TOPS trở lên, tức là nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn là Copilot Plus. Còn riêng về cái mẫu ProArt BX13 này thì thực sự là mình rất là thích cái mẫu máy này, rất là nhỏ gọn. Không biết là Asus Việt Nam họ có mang cái mẫu laptop này về hay không. Đó, một cái mẫu đen, thanh lịch, lịch lãm, rất là nam tính và đẹp. Mình rất thích cái mẫu laptop mà có kích thước nhỏ gọn như thế này. Ok, xin cảm ơn anh em.